Hồi chuông cảnh báo cho những ai vẫn còn sự chủ quan khi đùa giỡn quá trớn với thú cưng. Rạng sáng hôm nay khoảng 10 giờ, một cô gái xinh đẹp 22 tuổi đã bị chính chiếc mèo của nhà mình cắn rớt chiếc móng tay, dẫn đến hậu quả rất nặng nề về thể chất và tinh thần. Được biết, chú mèo này là mèo nhà, đã được nhận nuôi hơn 4 năm. Trước khi sự việc đáng tiếc xảy ra, chiếc mèo này vẫn đang được ở trong chuồng vì không thể cưỡng nổi vẻ bề ngoài đáng yêu của chú mèo, mà cô gái đã cho thẳng tay vào bên trong để trêu đùa thú cưng của mình. Cô gái cho hay đây không phải lần đầu tiên mình làm cái trò con bò này. Ông bà ta dạy cấm có sai, đi đêm có ngày gặp ma, treo mèo có ngày rớt móng tay. Đã đến lúc cô gái phải vĩnh biệt chiếc móng giả yêu dấu của mình. Mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá bằng tiền. Vâng, và cô gái đã bỏ ra gần 5 xị để làm lại cả bộ nail. Đúng là chơi ngu không hề có thưởng. Ai mà có cái gu chơi với mèo lạ lùng như cô gái trong clip thì cẩn thận nha. Có ngày nó rớt cái móng tay thiệt luôn đó.